chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn món cơm chiên cá mặn. Bây giờ bên đây là 3 muỗng cơm với thêm 1 muỗng canh bột chiên giòn các bạn. Và đây cỡ 2 tô cơm, rồi mình thêm 2 quả trứng gà với hành lá băm với 1 khúc khô cá mặn tầm 50g các bạn. Rồi bột mình bỏ vô dĩa, mình trộn đều lên nè. Rồi trứng gà thì mình đập vô cái thau này nè, mình trộn với cơm cho nó đều lên luôn. Sau khi mình trộn tất cả đều thì chúng ta bắt cái chảo lên, chúng ta chiên cái cơm á các bạn. Khi dầu nóng thì chúng ta bỏ cơm, chúng ta chiên. Lúc mới bỏ vô chúng ta đừng quậy cho ha, chút xíu thì mình mới trộn qua trộn lại. Khi vàng thì mình vớt lên, vớt qua cái gây cho mỡ nó gáo các bạn. Rồi cái chảo này thì chúng ta bỏ cá mặn, chúng ta chiên, chiên lửa nhỏ nhỏ thay cho nó vàng hai mặt là được rồi, là nó chín nó thơm lắm các bạn. Rồi cơm mình ướp vào đây 1 muỗng canh hạt nêm với 2 mồi nửa muỗng canh đường các bạn, trộn đều nó lên. Cá mặn thì sau khi chúng ta chiên xong chúng ta gỡ xương nó ra nè, đó, cái tán nhuyễn nó ra. Giờ mình bắt cái chảo lên mình xào cơm ha, cho chút dầu vô đây và chúng ta sẽ bỏ hành phân nửa thôi, mình xào cho nó thơm. Rồi sau đó bỏ cơm vô, chúng ta đảo đều lên, xào qua xào lại cho nó đều các bạn. Còn hành còn lại chút xíu mình sẽ bỏ sao cho nó cái màu nó tươi các bạn. Lúc này thì cái cơm mình nó cũng chín nè các bạn, mình bỏ cá mặn vô mình xào đảo đều ha, rồi mình nêm lại cây vừa khẩu vị gia đình mình ăn chưa. Nếu chưa thì nêm thêm muối bột ngọt gì đường gì đó ha. Rồi bắt đầu người ta bỏ hành vô là người ta tắt bếp, rồi đảo qua đảo lại ta tắt bếp là được rồi. Rồi chúng ta mới bỏ cái cơm chiên hồi nãy vô các bạn cho nó giòn ha, chứ mình không có xào chung một lượt. Khi mình tắt bếp rồi mình mới bỏ cái cơm chiên giòn vô, mình đảo qua đảo lại là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình xúc ra tô, mình gắt lên đây thêm một chút xíu tiêu nữa cho nó thơm đậm đà các bạn. Mình ăn thử các bạn coi. Rất là ngon, rất là vừa ăn. Cơm nó giòn giòn, mặn mặn, ngọt ngọt, thơm mùi thơm mùi mắm đó các bạn, thơm mùi cá mặn rất là ngon luôn. Các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi, rất dễ làm luôn đó, ăn rất là ngon, xào mau lắm các bạn. Lúc đầu thì chiên khô cái mùi nó hơi hôi thôi, chứ lúc mà chiên chín rồi cái mùi nó rất là thơm các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình để lần sau mình ra video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.